số mấy một sân? Hai một ba bốn. Sang ra trong mình một mình làm hai tầng, mấy ông đứng đằng sau, mấy ông đứng đằng sau dùng lồng răng ra sao mà dính sàn này ông nhau nhẹ. Mấy ông đi lên trên này. Một số giờ lên. Mời mấy ông đi lên trên này. Mời mời mục sư lên trên này, mục sư ơi. Mời em lên lên trên này. Rồi, ready chứ các anh chị? 1, 2, 3. Mọi người đến để mà chung vui với lại birthday thượng thọ của mẹ Nga. Cảm ơn
anh hội trưởng Cao Minh Hưng, Ngọc Bích và chị Khuyến, chị MC Hồng Vân, ban nhạc anh Moonflower, anh Cam, you the best, rất là tuyệt vời, hoàn hảo. Cảm ơn tất cả các YouTuber đã đến đây chụp hình, MC đài truyền hình Hà Vi, cái người cực nhất là anh Thế, và nhân vật chính là anh Thế. Anh Thế không có anh thì không có cái buổi tiệc ngày hôm nay. Anh giúp cho em rất là nhiều, anh làm background chụp hình, rồi tất cả mọi thứ đều là của anh Thế Nguyễn Martini. Và cái bài hát của anh rất là hay luôn, đèn khuya rất là ý nghĩa. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn Michelle, chủ của Diva Dance Studio. Em rất là dễ thương đã làm giúp cho chị cái chương trình ghế đủ. Tất cả mọi thứ đều rất là toàn hoàn mỹ. Cảm ơn em nhiều lắm. Và đài lưu trường, đài truyền hình 57.7 nha. Chúc mọi người ra về có một... lái xe an toàn, vui vẻ, mạnh khỏe, một cái đêm buổi tối rất là bình an, hạnh phúc. Cảm ơn. See you next year. Trump hai chú ta thành 20, Donald Trump chú chơi trao thành 24. Donald Trump 2024. Đâu cái đèn hả? Dạ con đang suy nghĩ.